Tiên Đế Trọng Sinh tập 82. Nhân chuyện của mười mấy năm sau, hãy đợi mười mấy năm sau rồi nói tiếp. Cậu hiện tại không có tư cách trở thành điện chủ. Trương Khôi Mộc lắc đầu nói lời từ chối. Tôi hiểu ra, cậu hãy từ bỏ ý niệm này trong đầu đi thôi. Hà, có vẻ như ông không đồng ý rồi. Tôi thường nghe nói thế, vẻ mặt thoáng chốc lạnh dần, trầm giọng nói. Nếu như tôi nói không làm không được, ông tính như thế nào? Hãy. Trương Khôi Mộc thở dài, sau đó lại thu đi nụ cười trên môi, lạnh lùng nói. Tôi hiểu ra, nếu như cậu đã không nghe, vậy thì ta chỉ còn cách để cậu trông thấy rõ hiện thực thôi. Khóe miệng Tô Thương cong lên, nhàn nhạt nói. Hứa Sơn Cư, đến lượt ông ra tay đấy. Rõ, thưa chủ nhân. Hứa Sơn Cư cung kính trả lời, sau đó đi ra từ sau lưng Tô Thương, đột nhiên giải phóng sức mạnh trên thân mình. Trong giây lát, một làn sóng chân khí kinh hoàng cuốn lấy tất cả mọi người. Hàng trăm y sĩ đứng trong đại sảnh toàn bộ đều nghiêng ngã loạn choạng, đứng cũng đứng không vững. Chính vị trưởng lão trên đài bởi vì đã vượt qua địa tông nên mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể nhưng vô cùng khó khăn. Thế này quá mạnh, hắn là người nào chứ? Chỉ cần phóng ra khí tức cũng đủ khiến người ta khiếp đảm, ít nhất cũng đã vượt qua thiên tông. Lão già này vừa nãy còn gọi Tô Huyền Thiên là chủ nhân, ông ta chỉ là kẻ hầu cho Tô Huyền Thiên thôi sao? Một bên mọi người, một bên chống đỡ, một bên thảo luận xì xầm. Thiên tông hậu kỳ. Trong chốc lát, Trương Khô Mộc đã cảm nhận được cảnh giới của Hứa Sơn Cư, vẻ mặt trước sau đều không hề bận tâm, để lộ ra vài phần kinh ngạc, không nhịn được mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ đến từ núi nào, sư phụ là ai? Đại trưởng lão Vô Ảnh Tông Hứa Sơn Cư. Hứa Sơn Cư trả lời bằng giọng điệu rất bình thản, nhanh chóng bổ sung thêm. Nhưng đó là thân phận lúc trước thôi, bây giờ tôi đã là người hầu của Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên chính là ông chủ của tôi. Nhắc đến chủ nhân, trong ánh mắt Hứa Sơn Cư tràn đầy sự kính nể. Trong sự kính nể đó còn mang theo cảm giác tự hào mạnh mẽ, dường như làm người hầu của Tô Huyền Thiên là một chuyện rất đáng tự hào. Cái gì? Người hầu sao? Trương Khô Mộc rất ngạc nhiên, không thể tin nổi đó ra. Các hạ đường đường là thiên tông hậu kỳ, sao lại cam tâm làm kẻ hầu người hạ cho Tô thiếu gia chứ? Còn có, theo như ta biết, Vô Ảnh Tông chỉ là một tông phái nhỏ bé, bởi vì có nguồn gốc từ vùng núi Tế Trời nên miễn cưỡng được tính là tông phái trung đẳng. Tông chủ Vô Ảnh Tông thực lực mạnh mẽ nhất cũng chỉ có là thiên tông hậu kỳ. Trương Khô Mộc hoài nghi nói, dù sao ông cũng là trưởng lão của Vô Ảnh Tông, vô danh không ai biết đến, sao lại có thể là cường giả thiên tông hậu kỳ chứ? Ha, chuyện này thì không cần thiết nói cho ông biết đâu. Sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, nhàn nhạt nói, mệnh lệnh của ông chủ bảo tôi động thủ. Trương Khô Mộc, tiếp chiêu đi. Trương Khô Mộc nghe thấy thế không dám đắc ý, vội vàng điều động chân khí để chuẩn bị ứng chiến. Đời đã. Ngay lúc này đột nhiên Tô Thương mở miệng cười nhẹ nói, Trương Khô Mộc, sau khi ông xuất hiện, thái độ đối với tôi cũng tính là không tệ. Tôi cho ông một kiến nghị, đừng nên động thủ làm gì. Trong người ông mang bệnh đã quấy nhiễu ông nhiều năm như thế, nếu trị bệnh không giúp được, ông không phát huy được thực lực mạnh nhất của mình. Nếu như động thủ, không cần nghi ngờ gì cả, cũng biết chắc ông thua rồi. Trên mặt Tô Thương vẫn mang theo nét cười, tiếp tục nói, hơn nữa ông cũng đã là đèn đá cạn dầu, lửa cũng chẳng cháy được bao nhiêu, đều dựa vào chân khí cả thôi. Chiến đấu với người cùng cấp độ, chỉ có nhận lấy cái chết về mình, càng tăng nhanh tốc độ lìa trần thôi. Cậu, sao cậu có thể nhìn ra được? Trương Khô Mộc nhìn chằm chằm Tô Thương lẩm bẩm nói, ha, tôi không thích nói nhảm. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Trương Khô Mộc, giọng trầm thấp nói, bây giờ ông chỉ cần chuyển vị trí điện chủ cho tôi, nếu không tất cả những người ở đây trong đêm nay đều đừng hòng rời đi. Cậu muốn phá hủy Dược Vô Điện, lẽ nào cậu không sợ ba thế lực lớn giết chết hay sao? Không. Tô Thương lắc đầu nói chuyện một cách nghiêm trang, tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi đối với Dược Vô Điện không hề có bất cứ ác ý gì, tôi chỉ muốn đưa Dược Vô Điện trở nên hùng mạnh hơn mà thôi. Về phần ba thế lực lớn, ha, ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Sớm muộn sẽ có một ngày tôi sẽ chà đạp ba thế lực lớn dưới chân, khiến bọn họ phải tôn trọng tôi. Tô Thương lạnh lùng nói, khí phách thật đấy.
Trương Khâu Mộc nghe thế không hề cảm thấy tức giận, ngược lại là vô cùng tán thưởng. Nhưng thay vì thế, ông ta nói: lòng can đảm khí phách của cậu có tư cách trở thành điện chủ, ta có thể thoái vị. Nhưng nếu là điện chủ của Dược Vân Điện, không phải cứ thế mà truyền vị được, cần phải nhận được sự chấp thuận của toàn thể y sĩ. Trương Khâu Mộc nhàn nhạt nói: cậu không hiểu y thuật, cho dù có ưu tú đến đâu cũng không thể trở thành điện chủ được. Thế nên Tô thiếu gia, tôi khuyên cậu một câu, buông bỏ ý niệm đó trong đầu đi, đừng để tránh tự chuốc lấy tai họa vào người. Ai nói với ông tôi không hiểu y thuật chứ? Nghe những lời này, khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Trương Khô Mộc, nở nụ cười có ý trêu đùa. Trương Khô Mộc, ông có tin tôi chỉ cần một phút thôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông không? Trương Khô Mộc, điện chủ của Dược Vân Điện vừa mới sinh ra, sức khỏe đã suy yếu. Lúc đó, điện chủ của Dược Vân Điện vẫn là người kế nhiệm của Dược Vương Tôn Tư Mạc, cũng chính là ông nội của Tôn Thất Thiên, Tôn Khánh Nghiệp. Ở thời đại đó, ông ta là người có y thuật đỉnh nhất, không ai có thể sánh bằng. Tôn Khánh Nghiệp đã kiểm tra qua sức khỏe của Trương Khô Mộc, cuối cùng cũng đưa ra kết luận sức khỏe vốn đã yếu ớt, không thể sống qua 20 tuổi. Nhưng Trương Khô Mộc vốn đã thông minh, có tiếng tăm lừng lẫy về năng khiếu y thuật, từ nhỏ đã nghiên cứu thương hàn tạp bệnh luận của ông cố để lại. Ông ấy muốn giữ lại cho mình một con đường sống, nhưng kết quả lại đúng là cách để ông ấy sống sót thật. Trương Khô Mộc dùng châm cứu châm vào huyệt vị của mình, từ đó có sức khỏe liền được nâng cao. Nhưng Tôn Khánh Nghiệp không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng yêu thích Trương Khô Mộc, hơn nữa còn đưa cho Trương Khô Mộc một lượng khá lớn tiền vàng, rồi nói nếu như ông ấy có thể sống được 30 tuổi nữa thì bản thân sẽ đồng ý nhường lại ngôi vị điện chủ và sẽ tổ chức một ngày hội thầy thuốc tiến cử Trương Khô Mộc làm điện chủ. Khi thông tin này được truyền đi đã thu hút được sự chú ý của các thầy thuốc. Tất cả mọi người đều rất tò mò Trương Khô Mộc có thể sống được đến 50 tuổi hay không, nhưng phần lớn đều là thái độ phủ định. Vì năm Trương Khô Mộc 30 tuổi đã làm trưởng lão của Dược Vân Điện, thường xuyên phải xuất hiện ở trước mặt các thầy thuốc. Thế nên rất nhiều người có thể nhìn ra khí huyết bẩm sinh của ông không tốt, sức khỏe suy nhược, chi hỏa ban đầu là ẩn lúc hiện, không thể sống qua được vài năm. Nhưng hễ cứ gặp qua thầy thuốc Trương Khô Mộc thì đều nói ông ấy sẽ chết, cho rằng ông ấy sẽ không sống qua được 50 tuổi. Nhưng kết quả là Trương Khô Mộc không những sống qua được 35, 40 tuổi, 45 tuổi, thậm chí ông ấy đã sống được đến 50 tuổi rồi đó. Điều này khiến tất cả các thầy thuốc đều rất ngạc nhiên. Hàng năm thường có đến 8.000 vị thầy thuốc đăng ký trong danh sách của Dược Vân Điện. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Trương Khô Mộc, dần dà đã bị cảm phục bởi ông ấy. Một người bẩm sinh yếu ớt, dựa vào y thuật của bản thân mà đã sống thêm được 30 năm. Thủ đoạn như vậy chẳng khác nào ngược theo ý trời, thật khiến cho người khác kính nể. Thế là năm đó, Tôn Khánh Nghiệp dựa theo lời hứa thoái vị nhường chức. Tất cả thầy thuốc đều không có bất kỳ một ý kiến nào khác. Thế là Trương Khô Mộc đã ngồi lên được vị trí điện chủ. Nhưng mà 8.000 vị thầy thuốc kia đã phải công nhận Trương Khô Mộc, nhưng bọn họ vẫn đặc biệt chú ý đến tuổi thọ của Trương Khô Mộc. Họ muốn nhìn xem Trương Khô Mộc có thể sống được bao lâu. 10 năm sau đó, Trương Khô Mộc vẫn còn sống. 20 năm sau đó, phong thái của điện chủ vẫn như vậy. (Cười) 30 năm sau, vẻ mặt vẫn rất hồng hào. 40 năm sau, tinh thần và thế lực vẫn dồi dào. 50 năm sau, Trương Khô Mộc đã thọ 100 tuổi rồi. Một số thầy thuốc lúc trước đã kết luận Trương Khô Mộc không thể sống qua được 50 tuổi, giờ đã chết hết rồi, cỏ mọc xanh rờn, nhưng Trương Khô Mộc thì vẫn còn sống. Nhưng bắt đầu từ năm đó, sức khỏe của Trương Khô Mộc bắt đầu xuống dốc, sắc mặt rất khó coi, những bước đi bắt đầu chậm rãi, ho thường xuyên, thậm chí còn có lúc ho ra máu. Thế nên lại có người ra mặt chẩn đoán bệnh thay cho Trương Khô Mộc, rồi quyết luận trong vòng 3 năm điện chủ sẽ cưỡi hạc về trời. Đương nhiên lời chẩn đoán của một số thầy thuốc này không hề có một ác ý nào, chỉ là họ muốn kiểm tra y thuật của bản thân mà thôi. Nhưng mà thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 năm đã trôi qua, Trương Khô Mộc vẫn còn sống, mà những thầy thuốc đã chẩn bệnh cho ông trước đó đều đã bị ông giết chết. Từ đó về sau, toàn bộ thầy thuốc ở Dược Vân Điện
cũng không dám chuẩn bị cho Trương Khâu Mật nữa. Họ sợ sơ sẩy một chút là có thể trở thành người tiếp theo bị điện chủ giết chết. Bây giờ Trương Khâu Mật đã hơn 100 tuổi, tình trạng sức khỏe ngày càng kém đi, lưng thì còng xuống, nói chẳng ra hơi, da dẻ cũng dần nhăn nheo, giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay được ông ấy rồi. Nhưng ông ấy vẫn sống được, thực lực cũng rất đáng gờm. Ông ấy là cao thủ hậu kỳ Thiên Tông duy nhất của Dược Vương Điện. Nhưng căn bệnh của Trương Khâu Mộc vẫn còn đó, nó đã theo ông ấy suốt cả cuộc đời. Điện chủ của nhiệm kỳ trước đã từng nói ông ấy bẩm sinh yếu ớt, khí huyết suy nhược, từ trước đến nay không ai có thể chữa khỏi được, cho dù là thánh y Dược Vương tái thế cũng đều bất lực. Trương Khâu Mộc đã dựa vào năng lực của bản thân mà sống khỏe mạnh đến tận tuổi này, đúng là hiếm thấy. Chuyện này tất cả mọi người trong Dược Vương Điện đều biết. Lúc này nghe thấy lời nói ngông cuồng của Tô Thương, nó có thể chữa khỏi căn bệnh này cho Trương Khâu Mộc, thì 100 vị thầy thuốc ở tại đó đều để lộ ra một nụ cười chế giễu. Ha, căn bệnh của điện chủ đã theo mấy suốt cả đời, căn bản không thể chữa khỏi được. Cái tên tay ngang Tô Huyền Thiên này nói khoác mà không biết xấu hổ. Thật là buồn cười, thánh y Dược Vương tái thế thì cũng không thể chữa khỏi được, vậy mà Tô Huyền Thiên lại có thể chữa khỏi, đúng là nực cười. Bẩm sinh đã yếu ớt, khí huyết suy nhược, căn bệnh này vốn đã bị từ hồi còn trong bụng mẹ, có uống thuốc tiên đi nữa thì cũng không thể nào khỏi được. Tên Huyền Thiên này đã ngu dốt lại còn nực cười. Tôn Nhất Thiên, người kế nhiệm Dược Vương, mặc âu phục đứng yên lặng một bên, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Nhưng lúc này ông ta không nhịn được nữa, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thương, khẽ cười nói: "Tôi Huyền Thiên, tôi là Tôn Nhất Thiên, là người kế nhiệm của Dược Vương Tôn Tư Mạc." Tô Thương tiếp nhận ánh mắt của Tôn Nhất Thiên, lạnh lùng nói: "Tôn thiếu gia, có ý kiến gì sao? Ông cũng giống như đám thầy thuốc kia, định mở mồm ra là nghi ngờ tôi sao?" "Không phải." Tôn Nhất Thiên mỉm cười nói: "Tôi thấy cậu rất thú vị, Tô Huyền Thiên. Có thể cậu không biết, theo như tình hình bây giờ của Dược Vương Điện, điện chủ nhiệm kỳ sau chắc chắn sẽ là tôi. Tôi 25 tuổi, đã là tông sư sơ kỳ, về mặt y thuật trong thế hệ trẻ bây giờ không hề có đối thủ, thậm chí thế hệ thầy thuốc đời trước cũng không thể theo kịp tôi." Tôi Nhất Thiên nói đến đây, trên nét mặt khôi ngô của Tuấn Tú toát lên một vẻ tự kiêu rồi nói: "Nhưng mà nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh được cho ông Trương thì tôi liền thừa nhận tôi không bằng cậu. Về sau cậu muốn cạnh tranh vị trí điện chủ, tôi không quan tâm đến những người khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ bầu cho cậu một phiếu." Tôn Nhất Thiên nhìn sang Tô Thương, khẽ cười nói: "Thế nào, tôi làm điện chủ còn phải cần sự cho phép của ông sao?" Tô Thương là cười lạnh lùng, sau đó không thèm nhìn tới Tôn Nhất Thiên. Cậu... Tôn Nhất Thiên vốn định kết thân với Tô Thương, còn bây giờ thì lại thấy bị anh coi thường. Trong nháy mắt ông ta vô cùng tức giận, chân khí trong tay bỗng phun trào ra: "Nhất Thiên, đừng kích động, ông không phải đối thủ Tô thiếu gia đâu." Lúc này Trương Khâu Mộc mở miệng ngăn Nhất Thiên lại, hơn nữa còn nói: "Tô thiếu gia, theo ý mà cậu nói, xem ra thì là cậu là một người am hiểu y thuật. Nếu đã vậy thì cậu thử kiểm tra sức khỏe cho tôi xem. Tôi không mong cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, cậu chỉ cần thi triển một chút y thuật là được rồi. Với võ thuật bẩm sinh của cậu cộng thêm sức mạnh Thiên Tông hậu kỳ phía sau cậu, cho dù y thuật của cậu có bình thường không có gì đặc biệt thì tôi cũng đồng ý nhường lại vị trí điện chủ, hơn nữa còn dùng thân phận của người làm thầy thuốc bầu cho cậu một phiếu." "Được, nhưng Trương Khâu Mộc, ông cũng hơi coi thường tôi quá rồi đó. Căn bệnh của ông chỉ là bẩm sinh yếu ớt, loại bệnh cỏn con này căn bản không đáng nhắc đến trong mắt tôi." Tôi từng để lộ ra một nụ cười, lập tức lấy ra 9 cái kim châm cứu từ trên người Hoa Thời Mạc, sau đó bắt đầu thi triển cứu chuyển hồi xuân châm. Đây là cứu chuyển hồi xuân châm. Nhìn thấy phương pháp của Tô Thương, trong nháy mắt sắc mặt của Trương Khâu Mộc thay đổi rất nhanh. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện ra sự phấn khởi khôn xiết. Hơn 100 vị thầy thuốc ở đó, bao gồm cả 9 vị trưởng lão, tất cả đều há hốc mồm, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Trương Khâu Mộc đồng ý cho Tô Thương khám thử, nhưng ông ấy lại không tin Tô Thương có năng lực chữa khỏi bệnh cho mình, bởi vì bệnh của ông ấy là căn bệnh bẩm sinh, sẽ đi theo ông ấy suốt cả cuộc đời. Trên đời này không ai có thể trị bệnh, không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Ông ấy chỉ muốn xem
trình độ về mặt y học của Tô Thương thôi. Nếu như không tồi thì cũng không phải là không thể làm điện chủ. Dù sao, một tên thiên tài xuất chúng đối với Dược Vương Điện bây giờ mà nói thì có tầm ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ Dược Vương Điện là chỉ có một lực lượng lớn, chỉ có một lượng lớn dược liệu quý báu, nhưng lại không có một thiên tài tu luyện kinh thiên động địa nào hết. Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Thương thi triển phương pháp châm cứu, ông ấy bỗng nhiên mừng rỡ, trong đôi mắt hiện ra sự vui mừng mà từ trước đến nay chưa từng có. Nghe đồn cửu chuyển hồi xuân châm là thời kỳ xuân thu do ông tổ ngành y Biển Thước sáng tạo ra và được ghi chép lại trong cuốn Biển Thước Ngoại Kinh. Trương Khôi Mộc không thể tin nổi liền lẩm bẩm, nhưng Biển Thước Ngoại Kinh đã bị thất truyền từ lâu, đến mức trăm ngàn năm trở lại đây chưa có ai thi triển được cửu chuyển hồi xuân châm. Nhưng mấy động tác thi triển phương pháp châm cứu này lại được mọi người truyền tai nhau, cuối cùng lại được tổ tiên Trương Trọng Cảnh của tôi ghi chép lại trong Thương Hàn Tạp Bệnh Luật. Nhưng mà mấy động tác đó chỉ có thể mô phỏng theo mà thôi, chứ căn bản không hề có tác dụng trên thực tế. Từ lâu khoảng hơn 100.000 năm trước, Thương Hàn Tạp Bệnh Luật đã bị truyền ra ngoài một vài phần. Truyền ra ngoài là bản bình thường, tổ tiên muốn ban ơn cho thiên hạ nên đã công khai truyền ra ngoài. Còn phần cốt lõi bên trong thì được ghi chép một cách tỉ mỉ là bí quyết không thể lưu truyền của nhà họ Trương. Chỉ có cháu trai đích tôn nhà họ Trương mới có thể học nó. Trương Khôi Mộc nhìn sang Tô Thương đang thi triển phương pháp châm cứu tự độc thoại. Mấy động tác cửu chuyển hồi xuân châm tổ tiên đã ghi chép, tất cả mọi người đều có thể xem nó trong cuốn Thương Hàn Tạp Bệnh Luận đã được truyền ra ngoài. Thời gian trước đã thu hút rất nhiều sự tìm tòi học hỏi của nhiều vị thầy thuốc. Họ hy vọng có thể khôi phục lại cửu chuyển hồi xuân châm. Đáng tiếc là cửu chuyển hồi xuân châm do một tay ông tổ ngành y Biển Thước sáng tạo, thế hệ sau này làm sao có thể dễ dàng nắm bắt được chứ. Vài trăm ngàn năm lại đây, vô số vị thầy thuốc cũng đều không thể thi triển được. Trương Khôi Mộc kích động nói, tôi cũng đã từng nghiên cứu mấy chục năm nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào, không ngờ rằng hôm nay lại may mắn nhìn thấy cửu chuyển hồi xuân châm. Trương Khôi Mộc vui mừng như vậy thì những thầy thuốc dưới khán đài kia lại càng vui hơn. Căn bản là họ không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân. Cửu chuyển hồi xuân châm thật, thật sao? Tôi đã từng đọc bản truyền ra ngoài của Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, trang cuối cùng có ghi lại mấy động tác không khác gì mấy động tác lúc nãy của Tô Huyền Thiên. Năm đó có vài vị tiền bối y học cùng nghiên cứu với nhau, muốn khôi phục lại cửu chuyển hồi xuân châm. Tôi may mắn được người hỗ trợ, kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Cái tên Tô Huyền Thiên này biết cửu chuyển hồi xuân châm thật, hay là cố ý làm giả động tác để lừa dối mọi người đây? Ánh mắt cậu ta đầy sự tự tin thế kia, chắc không phải là đang trêu đùa chúng ta đâu. Tổ tiên y học Biển Thước sao? Tô Thương bỗng khựng lại, thoáng có chút nghi ngờ. Cửu chuyển hồi xuân châm tuy đơn giản, không cần sử dụng linh khí cũng có thể thi triển được, nhưng anh lại học được ở Huyền Thiên Tiên Vực. Tại sao mấy người kia lại nói phương pháp châm cứu này là do Biển Thước sáng tạo ra chứ? Lẽ nào Biển Thước và Huyền Thiên Tiên Vực có quan hệ gì đó hay sao? Hoặc là Biển Thước đã từng tới Huyền Thiên Tiên Vực rồi để lại cửu chuyển hồi xuân châm chứ? Mấy thứ này cũng không chắc. Tôi thường cũng không muốn suy nghĩ, liền nhanh chóng châm cứu. Anh định đánh nhanh thắng nhanh, phập phập phập. Trong giây mắt, chín cái kim châm bằng bạc trong tay Tô Thương đều cắm hết lên trên người Trương Khôi Mộc. Hi. Trương Khôi Mộc bỗng hít sâu một hơi, sắc mặt liền thay đổi. Ông không suy nghĩ được nhiều đến như vậy nên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, trên người tản ra một luồng sóng chân khí lạnh buốt. Người này thật đáng được kính trọng, bẩm sinh yếu ớt, khí huyết thì yếu đuối nhưng lại có thể nghịch thiên cải mệnh, sống đến tận 120 tuổi. Tôi thân mỉm cười thay đổi thủ pháp và nói, Trương Khôi Mộc, khoảng 100 năm trở lại đây, ông đã chèn ép cơ thể mình, miễn cưỡng kéo dài mạng sống, chắc hẳn ông cũng đã có dự tính, ông sẽ chết già đi vào tháng sau rồi chứ. Tô thiếu gia, y thuật quả nhiên rất cao siêu, đến tình hình bệnh tật của tôi cũng có thể nhìn ra được. Trương Khôi Mộc đang tiếp nhận điều trị cửu chuyển hồi xuân châm, không hề mở mắt ra mà nói nhỏ nhẹ, xin hỏi Tô thiếu gia, cửu chuyển hồi xuân châm mà cậu đang dùng là cửu chuyển hồi xuân châm thật sao? Không sai. Tôi thường khẽ cười, nể tình thái độ lúc trước của ông không tồi,
tôi không những chữa khỏi được bệnh của ông mà còn cứu vãn được sức khỏe của ông nữa. Tôi có thể khiến cho ông sống thêm được 2 năm. Cửu chuyển Hồ Xuân Trâm, chuyển thứ 9. Vừa dứt lời, tay phải Tô Thương nhấc lên 9 cái kim châm bằng bạc bay ra từ trên người Trương Khô Mộc, sau đó lại cắm vào người ông ấy. Chỉ có điều các vị trí huyệt vị đã thay đổi. A! Trương Khô Mộc thốt lên một tiếng kêu đau đớn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kích động, niềm vui sướng hiện ra khó mà che giấu được. Cứ như thế 15 phút trôi qua. Thu! Lúc này Tô Thương khua tay thành công để được 9 kim bạc châm bạc ra ngoài, trở về trước mặt Hoa Thời Mạc. Hoa Thời Mạc, thu lại kim châm bạc đi. Vâng, sư phụ. Hoa Thời Mạc lễ phép thu dọn kim châm lại, vẻ mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ông ta cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh khi đứng trước mặt Tô Thương. Vài năm gần đây, ông ấy sống một cách vô danh ở Dược Vân Điện, không có một động thái nào, thậm chí còn phải chịu sự xa lánh của mọi người. Đến tài nguyên cũng càng ngày càng hạn hẹp hơn. Bây giờ thấy Tô Thương ra tay chèn ép tất cả mọi thầy thuốc, trong lòng Hoa Thời Mạc vô cùng thoải mái. Cuối cùng ông ấy cũng được nở mày nở mặt. Lúc này tất cả thầy thuốc ở hiện trường, bao gồm cả Cửu đại trưởng lão, toàn bộ ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên người Trương Khô Mộc. Họ muốn xem ông ấy có khỏi bệnh thực sự hay không. Chính tại lúc này, Trương Khô Mộc bỗng phun ra máu đen, sắc mặt trắng như tờ giấy. Các vị trưởng lão thầy thuốc không những không căng thẳng, ngược lại còn rất kích động. Bọn họ không phải người bình thường, mỗi người họ đều là thần y có tiếng đến từ các tỉnh. Sau khi nôn ra máu đen, khí tức của điện chủ lại càng ổn định, thậm chí sắc mặt tái nhợt trước đó cũng không còn nữa, bắt đầu hồng hào trở lại. Bệnh của điện chủ đã diệt trừ tận gốc được rồi. Như vậy có thể nói, cửu chuyển hồi xuân châm mà Tô Huyền Thiên thi triển thực đúng là cửu chuyển hồi xuân châm sao? Phương pháp châm cứu mà ông tổ y học Điển Thước sáng tạo ra đã bị thất truyền hàng trăm ngàn năm, bây giờ lại xuất hiện trên cõi đời này một lần nữa rồi sao? Lúc này toàn thể các thầy thuốc ở Vân Xuân Trang bắt đầu thở dài nhẹ nhõm, ổn định trở lại. Đại hưng, y học đã đại hưng. Tô thiếu gia. Lúc này Trương Khô Mộc lau đi vết máu còn dính lại trên miệng, được hai tên hầu đỡ dậy, vừa cảm kích vừa kính nể nói: cảm ơn ơn đức ngày hôm nay Trương Khô Mộc tôi không thể không báo đáp được. Khách sáo rồi, đối với tôi mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Tôi thường khẽ cười rồi nói: Trương Khô Mộc, nếu tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông, vậy thì lời hứa lúc trước tôi thiếu gia yên tâm, Trương Khô Mộc tôi đây nói lời giữ lời, từ nay về sau sẽ từ bỏ vị trí điện chủ của Dược Vân Điện. Trương Khô Mộc khách sao nói: nhưng mà Tô thiếu gia, chắc cậu cũng biết, muốn làm điện chủ thì phải được toàn bộ thầy thuốc bỏ phiếu, mỗi một mình tôi thì không làm được đâu. Bây giờ mấy trăm vị thầy thuốc đang có mặt ở đây, chỉ cần bọn họ đồng ý thì cậu có thể làm điện chủ nhiệm kỳ thứ 159 rồi. Nói tới đây, Trương Khô Mộc nhìn xung quanh khẽ cười nói: các vị, y thuật của Tô thiếu gia chắc mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Cậu ấy học được cửu chuyển hồi xuân châm đã bị thất truyền từ lâu. Hiện nay trên thế giới, đó là uy thuật đỉnh cao nhất, vô cùng có hiệu quả. Các vị cũng rõ như ban ngày, đến các căn bệnh khó nhằn của tôi cũng được cậu ấy chữa trị khỏi. Đúng là vô cùng diệu kỳ. Trương Khô Mộc nghiêm túc nói: y thuật của Tô thiếu gia không những cao siêu, mà đến tài năng võ thuật cũng khiến người khác phải kính sợ. Tuổi còn trẻ mà đã đánh bại được tông sư hậu kỳ, vậy là có năng lực để sánh ngang với tam đại thế lực tài năng xuất chúng kia rồi. Nếu cậu ấy làm điện chủ, chắc chắn có thể lãnh đạo được Dược Vân Điện đi đến một tương lai sáng lạn. Ý kiến của mọi người như thế nào? Trương Khô Mộc dò hỏi. Trong chốc lát, tất cả thầy thuốc ở hiện trường, bao gồm cả cửu đại trưởng lão, tất cả mọi người đều sa sầm mặt xuống, do dự mãi mà không quyết định được. Mặc dù xét về mọi mặt Tô Huyền Thiên rất xuất sắc, nhưng dù sao anh cũng là một người xa lạ. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt Tô Huyền Thiên. Để cho một người không rõ lai lịch như vậy làm điện chủ, các danh y ở đây khó có thể chấp nhận. Thấy vậy, Tô Thương liếc nhìn hàng trăm danh y, sau đó nở nụ cười. Mọi người, lúc trước Trương Khô Mộc đã hỏi tôi có thể mang cái gì đến Dược Vân Điện. Câu trả lời của tôi vừa rồi quá thực có chút hư ảo. Cái gì mà dẫn Dược Vân Điện lên đỉnh vinh quang chính là huyễn hoặc, có thể mọi người cho rằng không chân thật cho lắm. Tô Thương cười nói, bây giờ tôi có thể trả lời lại một lần nữa.
xì xầm. Trong phút chốc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Tô Thương, không biết Tô Thương sẽ trả lời như thế nào. Nếu tôi là điện chủ, tôi sẽ... Tô Thương nở một nụ cười, sau đó hùng hồn tuyên bố, tôi sẽ truyền cửu chuyển hồi xuân châm cho mọi người đang có mặt tại đây.